Vô Tư chụp ảnh bên đường tàu, đủ kiểu tạo dáng ngay cả trên đường ray. Những vị khách này dường như quên rằng đây là đường tàu hỏa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thực ra là mình cũng không lo lắm, tại vì nếu mà tàu chạy qua thì mình có thể nhìn thấy từ xa và mình có thể tránh đi được mà. Tôi thấy đây là địa điểm chụp ảnh thú vị vì có thể thấy tàu chạy qua, cũng nguy hiểm đấy, nhưng xung quanh còn có người ở đây mà, nên chắc không sao cả. Quán cà phê này cũng chỉ mới xuất hiện từ khi nhiều bạn trẻ và du khách chọn khu vực đoạn đường sắt từ Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng là điểm check-in lý tưởng. Không chỉ một, mà hiện tại khu vực này đã có nhiều quán giải khác mọc lên. Khi nhiều hộ dân tận dụng những phần diện tích mặt đường, mặt sân để biến thành quán cà phê sát bên đường tàu chạy. Khách đến vui chơi giải khát bên đường tàu càng nhiều, nguy cơ tai nạn càng cao. Tai nạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không ai có thể lường trước được. Sự chủ quan và việc vô tư vi phạm, bất chấp các quy định về đảm bảo an toàn đường sắt của nhiều người dân và du khách, không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà còn ảnh hưởng tới trật tự giao thông, an toàn xã hội.